Trẻ Thâm Sơn là đội bóng cũng đã để lại được rất nhiều ấn tượng trong một thời năm ngoái, nhưng họ đã phải dừng bước trước FC Lăng Sơn 18 ở những trận đấu luân lưu may rồi. Năm nay vẫn là những con người đó, vẫn lối chơi tiki-taka rất đẹp mắt. Hãy hy vọng Thâm Sơn có được kết quả tốt hơn. Trong khi đó thì FC Men là đội bóng đã có được thành tích tốt hơn năm ngoái. Họ có được những chiến thắng cần thiết ở vòng bảng và có được chiến thắng 2-0 trước cầu thủ FC Đông Hương. Trận đấu cũng được chúng tôi live stream trực tiếp trên fanpage TH Media live stream. Mời quý vị bạn cùng quan tâm theo dõi. Rất nhịp nhàng. Đường chuyền. Quang Tú. Không vào. Bóng trong sân ngang. Tình huống dứt điểm rất hay. Và như vậy bàn thắng đã đến. Sau rất nhiều những tình huống hãm thành thì cuối cùng đội báo trắng cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Tiến Huy. Quả bóng đập vào người của Thăng Bổng. Cả thủ thành Hoàng Dương không thể làm gì. Pha bóng có phần may mắn của Trẻ Thâm Sơn. Rất nhanh. Cơ hội. Đường chuyền. Quá đẹp. Bàn thắng quá đẹp của Trẻ Thâm Sơn. Người ghi bàn vừa rồi đó là cầu thủ Mao số 44 Thăng Đức. Chúng ta cùng xem lại những tình huống bàn bật như đá tập của đội bóng áo trắng. Pha bóng mà Thăng Đức đã có được một pha dứt điểm rất nghệ sĩ. Chúng ta cùng quay trở lại với hiệp 2 của đội sức giữa FC Men và FC Trẻ Thâm Sơn. Hoàng Long. Như vậy đó là tình huống xử lý lỗi của Hoàng Dương. Và bàn thắng đã tới dành cho các thủ FC Trẻ Thâm Sơn theo một cách không thể ngờ hơn. Một cách rất bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý lỗi rất đáng trách của Hoàng Dương. Đường chuyền về của Hoàng Long đã khiến cho Hoàng Dương bị chơi với. Không được. Đá băng lên của Thăng Đức rất nhanh. Thăng Đức. Bàn thắng thứ tư. Bàn thắng thứ tư dành cho Trẻ Thâm Sơn. Cầu thủ mang áo số 44 bên phía Trẻ Thâm Sơn đang cho thấy được một tốc độ hủy diệt của mình. Đây là bàn thắng thứ hai của thủ mang áo số 44. Pha băng lên có thể nói là vô cùng mạnh mẽ của Thăng Đức. Và xử lý cuối cùng của anh cũng là rất gọn gàng. Đường chuyền hay. Rất hay, tuyến hay. Bàn thắng thứ 5. Trẻ Thâm Sơn đang chơi một trận đấu như đấu tập. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 7. Cầu thủ đang còn rất trẻ. Chúng ta cùng xem lại những tình huống phối hợp 1-2 quá hay của đội bóng áo trắng. Cầu thủ mang áo số 7 đã có một tình huống băng lên. Sau đó cũng chính anh là người kết thúc pha bóng này. Đó là ai? Đó là Văn Siêu. Quang Tú. Rất hay. Thăng Đức. Cơ hội. Hat-trick rồi. Hat-trick dành cho Thăng Đức. Cầu thủ mang áo số 44 bên phía Trẻ Thâm Sơn đã có 3 bàn thắng. Những tình huống phản công có thể nói là rất sắc bén của đội bóng áo trắng. Việc dâng cao đội hình đã khiến cho lực lượng bên phần sân nhà của FC Men là quá mỏng. Điên. Điên. Rất nguy hiểm. Và bàn thắng thứ 7 đã đến. Bàn thắng thứ 7 của Trẻ Thâm Sơn. Và là bàn thắng thứ 4 của Thăng Đức. Nhanh quả bóng lên mà đá đi. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm quá dễ dàng của Thăng Đức. Cú poker của một cầu thủ thi đấu có thể nói là nổi bật nhất bên phía Trẻ Thâm Sơn. Văn Quý, cú sút. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi còi kết thúc trận đấu. Một chiến thắng tuyệt đối dành cho các thủ Trẻ Thâm Sơn. Xin chúc mừng các thủ đến từ xứ sầm đã có được tấm vé tiếp theo để bước vào vòng loại trực tiếp ở vòng bán kết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng hẹn gặp nhau trong những trận đấu tiếp theo.